Vâng anh em, đây cái đồ lăng xê tôi chuyển cho các bạn này, chính xác luôn 100%, thậm chí nó còn đẹp hơn cả những cái mà tôi đẹp hơn cái mà tôi úp lên cho các bạn. Có một số bạn sợ là treo đầu dê bán thịt chó, hôm nay cũng có một bạn nói, bạn bảo là gửi đúng cái này nhá bạn ở Thái Bình, nhưng mà thực ra thì không phải một mình bạn ấy mà có cũng khá nhiều anh em lo ngại cái vấn đề là tôi gửi đến hàng không phải là giống cái tôi quảng cáo. Anh em cứ yên tâm, ở đây tôi giữ cái chữ tín, tôi lấy cái danh tiếng chứ không phải là tôi, nói chung là lấy danh tiếng thì lâu nhưng mà lấy cái tai tiếng thì nó nhanh lắm. Anh em yên tâm, không bao giờ làm ăn vớ vẩn, mà tôi không phải sống vì cái nghề này, cho nên là anh em không phải lo về cái vấn đề tôi làm cái nọ tôi gửi cái kia. Đây cửa hàng nhà tôi này, tôi làm ảnh viện áo cưới chứ tôi không phải là làm về cái đồ câu nhá, nên là anh em cứ yên tâm, hàng tôi gửi đến chắc chắn là chuẩn, là đúng theo cái như tôi ghi ở trên mạng, chứ không có chuyện là tôi làm một kiểu tôi ghi một kiểu. Đây này, kể cả cái khóa, những cái khóa này anh em xem này, đúng không? Khóa rồi dây rồi lưỡi y xì luôn, xốp. À mà cái đợt xốp này rất chi là đẹp. Ở đây đợt xốp tôi mới lấy xong, rất chi là đẹp luôn. Đợt trước còn thi thoảng còn có hạt, nhiều hạt nhỏ. Mà đợt này để mà xiên lăng xê thì cực kỳ chuẩn. Đấy, hạt xốp rất chi là đẹp. Rồi ok, anh em không phải lo lắng về cái vấn đề này. Tôi đảm bảo là chuẩn 100%. Như tôi ghi trên mạng luôn. Và đây hiện tại tôi cũng xin nói là hiện tại đến thời điểm hôm nay là hết lăng xê. Có một số bạn thì gọi điện nó để lại địa chỉ rồi, tôi hẹn là khi nào có thì tôi sẽ liên lạc, tôi chuyển thì tôi sẽ liên lạc sau. Đến hôm nay là hết lăng xê. Ok, anh em nào lấy thì để sau tôi sẽ chuyển tiếp. Đây đang đóng này, hết. Đến đây là 5 bộ, này là 5 bộ cuối cùng rồi. Ở đây còn có 3 bộ này, 3 bộ này thì có một bạn hẹn hôm nay đến lấy, khả năng cũng không đủ để cho bạn đi lấy, thôi có bao nhiêu lấy bấy nhiêu vậy. Ok, cảm ơn anh em.